vé. Chỉ có Huế mới có 84 lê lợi. Chỉ có Huế mới có thôi nha bạn. Cái này gọi là bánh mì ống tre kho vé. Ủa đầy ốc thịt gì á. 10.000. Chả thơm ngon đậm đà luôn. Chả Huế có đồ không anh? Chả Huế ít trộn bột bạn. Nó đã luôn à. Nhìn thấy hứ hự luôn. Nhất là cái phong cách nè, cái nhạc nè, đó, lắc lắc đã anh vô bạn. Buổi chiều ngồi đây rất là tuyệt vời luôn. What's your name? Manu. Manu, where you come from? Pháp, Pháp, Pháp. Nước Pháp. Giờ về nhà ăn bữa cơm đầm ấm. Mình thích cái món này nhất nè mọi người. Cái món này gọi là canh mít. Mít á, canh mít này rất ngon. Đó, để cậu, để lại cho cậu. Ngon, để cho cậu. Em ở với chú Văn An, thành phố Huế. Thì địa chỉ là 84 đường Lê Lợi, ngay góc đây thôi. Thì mình gặp một cái o bán bánh mì mà có cái ống tre vậy nè. Đó, rất là hay nha. Trên đây là chả gì o? Dạ, chả nướng. Chả nướng làm từ cái gì? Dạ, thịt heo. Thịt heo với gì trong đó nữa phải không? Nhiều thứ phải không? Dạ. Thế o tự làm hay o mua đâu về bán vậy? Dạ làm, tự làm luôn hả? Mình bỏ cái ống tre này xong mình quay quay hay mình nướng sẵn rồi mình ráp vô cái ống tre này? Dạ, mình bò vô mình nướng sẵn luôn. À, nướng bằng cái gì hay vậy? Có dạ, lò cái lò quấy. À, cái lò quay quay, dạ, quay cho đều hả? Dạ. Ồ, hay nhờ. Mình thấy cái này rất là hay luôn nên mình dừng lại mình quay và mình mua mổ coi sao. O tên gì? Dạ, tên Bé. O Bé ơi, thì ổ này bao nhiêu tiền? Dạ, ổ 10 ngàn. Một ổ 10 ngàn thôi nha các bạn. À, cái này rất là hay, còn cái này là cái gì? Dạ, cái này pate. À, pate tự làm luôn hả? Ở một cái góc này rất hay luôn. O cho hỏi là o ở đâu tới đây bán? Dạ, em ở chợ Đông Ba đi về được. À, ở chợ Đông Ba đi về một đoạn. Dạ. Ở trong cái thùng giấy này đó, có một cái lò than nhỏ nhỏ để nướng bánh mì nữa. Rất hay luôn bạn. O bán ở vỉa hè thôi, o không có tiệm. Các bạn mà muốn mua tới ủng hộ hay đó thì tới đó. Đây, địa chỉ đây. Cái góc 84. Thì o bán ở đây thôi hay là tới góc nào nữa o? Dạ bạn góc đây thôi. À, chỉ bán góc này thôi nha. Rất là dễ nhận biết luôn. Các bạn đi chơi phố Tây hay là này nọ dạo quanh phố á, thì ghé mua được. Cho hỏi là o bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Em bảo tới 6 giờ tới 9 giờ. Bán từ 6 giờ tới 9 giờ nha mọi người. Đó. Bây giờ mình xem thử quy trình làm một chiếc bánh mì sao nha. Rồi, o bán cho một ổ bánh mì. Đó, trước tiên thì o đép pate vô nè. Xong bỏ ít ớt sa tế vô nè. Ớt sa tế. Xong rồi bỏ rau thơm nè, rau thơm với thơm gấp. Đó. Xong rồi bỏ dưa leo rồi vô nè. Đó, bây giờ quy trình sắc cái này mới hay nè. Đó, cái ống tre hay không? Xong rồi quay quay quay. Cái này gọi là bánh mì ống tre kho bé. Bánh mì chả nướng ống tre. À, bánh mì chả nướng kho bé. Đó, rất là hay luôn. Ở một ổ đầy ốc thịt vậy á. 10 ngàn thôi nha bạn. Rất là hay. Đó, rất muối. Xong rồi bỏ tương ớt rồi cái chai tương này ngon nè. Còn cái nước đen đen đó lại gọi là gì? Này nước sốt. À, nước sốt hả? Dạ. Có chan vô không hay là không chan? Muối thì à, cái nào ngon hơn? Cái muối ngon hơn. Ờ, muối ngon hơn nha bạn. Thì có nhiều cái sốt đó. Bạn ăn gì đó ăn. Xong rồi họ làm xong á. Xong rồi họ bỏ vô một cái lò nhỏ nhỏ vậy nha. À, cho nó nóng xong phải đưa cho khách ăn. Rất hay luôn. Mình chưa bao giờ mà mình thấy bánh mì mà nó nướng ống tre bán vỉa hè gì á. À, bánh mì chả nướng o bé. Chỉ có Huế mới có. 84 Lê Lợi. Chỉ có Huế mới có thôi nha bạn. Thì o có nhiều khách quen địa phương không? Dạ có, em bán cho khách quen không à? À, bán khách quen không à? Cái dạ. Khách du lịch đồ đâu lâu qua thấy lạ có mua không? Dạ có chứ. Ở trên tay mình là một cái ổ bánh mì chả nướng ống tre đã hoàn thành. Giờ mình thử nha mọi người. Ừ, trước tiên mình thấy bánh mì á rất là giòn luôn. Dạ, rất là giòn luôn. Mà nó có cái rắc tí muối với rau thơm dính vô đã. Bây giờ mình cắn sâu hơn mình mới biết được là cái chả ngon làm sao nha. Dạ rồi. Chả thơm ngon đậm đà luôn. Chả rất là đậm đà. Chả này o làm thịt heo nguyên chất nè. Bột ít thôi mình không thấy vị bột nhiều. Rất là ngon.
Chả Huế có đồ bột không anh? Chả Huế ít trộn bột bạn. Ừ. Thì mình thấy một cái o là cũng chắc cũng là khách quen phải không o? Ờ, o hay tới đây mua hả? Ừ. Thì nhiều khách quen biết tới cái quán o bé này. O này bên Thành Nội cũng qua đây mua đấy. Các bạn thấy không? O tên gì? O Mẫn bên Thành Nội nha các bạn. Cũng tới đây mua. Đó, bánh mì rất là ngon, mình thấy đậm đà. Một xíu thôi nữa rất đậm đà, rất ngon. Đó, bán cái gốc này thôi. Và đặc biệt cái ống tre mình thấy lạ nè. Cái ống luộc. Chả truyền thống nha bạn. Rất là ngon nha. Tuyệt vời. Đi dạo dạo gì á, ghé ngang đây ăn sáng. Con cứ cầm muỗng vừa đi vừa ăn hay là ngồi ghế giống mình vậy nè. Đó. Ngắm phố vừa. Rẻ và ngon. Tuyệt vời nhé. Ngon, truyền thống lạ. Bánh mì chả ống tre o bé 84 đường Lê Lợi. Đi đâu rồi? Ngắm phố hay rồi. Vì bị thực khách người Huế chắc cũng lâu ở Sài Gòn lâu ngày tới mua bánh nha, mua một lần mấy ổ luôn. Đó, o này thì o thích ăn cái này đặc biệt nên o thêm 5.000 nữa để là đủ 15.000 cho nó đã luôn à, nhìn thấy ứ hự luôn. Thổ cà phê bắp, cà phê bắp ăn sáng. Đây là đường Nguyễn Lộ Trạch, 95 Nguyễn Lộ Trạch, đi vô cái đường nhỏ nhỏ này nha bạn. À, thì mình nghe nói cái quán này hay lắm, phong cách lắm nên mình tới uống cà phê thử coi sao. Đây là đường vô nha bạn, đi qua vài cái nhà dân. Có con gà. Con gà mình thấy trên hình ảnh trên mạng á, thấy có con gà. Tới đây đúng thấy con gà thiệt luôn. À, cái quán cà phê rất là đặc biệt, nhìn thẳng ra bờ sông luôn, rất là thoáng luôn. Đây là buổi chiều 5 giờ kém, rất là yên bình. Quán mở nhạc nhẹ 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 nữa. Có một vài anh Tây tới đây, chắc là anh tự biết cái tiếng của quán cà phê này nên anh tới đây uống bia. Bia chai gì thôi, người vài chai. Anh hello, anh tên gì ạ? Em Huân. Anh Huân nha các bạn. À, anh Huân ơi, cái quán cà phê mình thành lập lâu chưa anh? Một năm rồi. À, một năm hả? Thì mình ngoài cà phê ra mình có, anh thấy là cà phê pub là cà phê lúc nào, pub lúc nào anh? Cà phê của em là từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cà phê là 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn pub anh? Pub là từ 5 giờ chiều cho tới 4. À, pub là 5 giờ chiều tới khuya buồn luôn. Đó, thì Tây đồ cũng biết là tới đây nhậu nè. Hay ghê rồi, đấy đã chưa? Chiều chưa? Bên kia có cái bếp nướng nữa kìa. Hello. What's your name? Manu. Manu. Where you come from? Pháp, Pháp, Pháp. Nước Pháp nha bạn. 8 years. 8 năm. À. Why you know this pub? Sim, show me the address. Ask him. Ask him? May I ask you? No. No. Say something. How about this pub? Chill? Nice. Nice, very nice. Good view on the river. And cool beer. Cool beer. Oh, cheap. Good. Nice, nice owner. Nice owner. Rất là... nhà chủ rất là dễ thương nha bạn. Tử tế. Thì cái quán mình ở dưới đây thôi anh. Có ở trên nữa không? Thank you very much. Enjoy your time. Where you come from? Vietnam? Yeah, of course. I'm Vietnamese. Ở trên nữa nha bạn. Bây giờ mình lên trên mình coi thử nha. Hai có con chó với con gà mới đuổi nhau. Ho Chi Minh anh ơi. Thấy một cái lò nướng, vậy là buổi tối là cũng có barbecue nữa anh. Barbecue vào ngày có bạn bè khách lạ. Ok. Để chút nữa mình coi menu, coi vài ngày nữa mình đi Hà Nội mình quay về đây thì mình nhậu bữa coi sao. Cái bo này mình thấy, cái pub này mình thấy có tầng 2 nè. Đó, tầng 2 thì cũng có cà phê luôn nè. Nói chung là mình thấy cái pub này phong cách là giản dị, yên bình.
ai tới đây chiều chiều tối tối làm vài lon bia ly cocktail hết sảy luôn. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Tư vấn thì mình chọn là thổ special, đồ uống không cồn mốc theo nha. Đó. Mình ngồi ở vị trí đây rất là yên bình, làm buổi chiều ly xong rồi về ăn cơm rồi tối rồi tính chuyện nhậu nhẹt sau nha. Có thể có hai cái dãy ghế song song với nhau, có thể ngồi đây hoặc ngồi ngay trước cái dãy sát sông luôn, sát cái bờ sông luôn đó, hay lắm. Đó. Có thể ngồi trên cái thanh sắt này cũng được. Nhạc nhẹ nhàng thôi nha bạn, kiểu búp nhẹ nhàng á. Ai mà yêu cái phong cách Tây, phong cách phượt á, tới đây là đúng gu đúng bài luôn. Đó. Ly mocktail lắc lắc rất là phong cách, giống như anh có kinh nghiệm bartender rồi đấy. Trước là trước khi làm ở đây anh có làm ở đâu với anh? Em có làm qua. À, có làm qua. Đó, rất là chuyên nghiệp. Có thể giới thiệu sơ sơ thì trong đây nó gồm gì không anh? Cái này thì ở trong có nước thơm ép. Nước thơm. Đào. Đào. Chanh. Chanh. Có cái vị chua vừa phải. Có thơm của siro lựu. À, siro lựu rất là hữu thức. Đó. Quan trọng là cái tỷ lệ khác nhau á. Giờ mình thử nha các bạn. Rồi cảm ơn anh nha. Xong rồi bạn. Buổi chiều ngồi đây rất là tuyệt vời luôn. Rồi xin mời mọi người nha. Cái món này gọi là thổ mocktail. À, có vị chua vừa phải, vị ngọt. Rất là nhiều hương vị của trái cây trong đó, rất là tươi. À, mình uống thì đồ uống này mình thấy
nó cảm giác nó tươi tỉnh ngay. Nãy giờ mình đi vòng 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 review chỗ này chỗ kia rồi, uống vô cả thấy tươi tỉnh ngay. Nó không có men nha các bạn, không có cồn nhưng mà mình cảm giác như có vậy á. Nó chắc là có cái vị chua trong đó, hơi chua chua, uống rất là đã, sảng khoái. Cái này ngồi đây uống ly này tỉnh táo, đi vòng vòng dạo phố, tối về đây kêu vài món, ngồi là vài làm chai bia hay là cocktail nhậu hết bài luôn. Quán tuyệt vời nha bạn, mình đánh giá cao quán này đấy. Kinh thành Huế rất là lớn, rất là rộn ràng, phố Tây cũng vậy. Mọi người đi chơi mệt mỏi muốn tìm một cái chỗ yên bình, ít xe cộ qua lại, rồi uống vừa ngẫm nghĩ về cố đô, về thành quách hồi xưa. Tới đây mình tới đây mình có cái cảm giác giống như nó trùng xuống lại các bạn, nó phải xuống một tí gì á chứ rộn ràng quá, rộn ràng xuống không được, phải lâu lâu phải trùng xuống vậy á. Đó, đồ uống ngon nha bạn, phong cảnh đẹp. Bạn nhìn bên kia bạn thấy không, cái đó biết là cái gì không? Cái đó là cái rớ người ta bỏ xuống xong rồi cá nó bơi qua bơi lại, không biết có bỏ mồi trong đó không, xong người ta kéo lên, xong rồi có thể là trong nhà ăn hoặc là đem bán. Cái đó rất là to nha bạn, thấy không? Đó, rất là to luôn, người ta gọi là cắt rớ. Sau khi mà kéo lên rồi á thì có các bạn thấy có một cái thuyền nhỏ người ta chạy tới không, người ta dỡ cái lưới lên đó, xong ở dưới có thể có một cái sợi dây người ta rút ra xong lấy cá ra đó. Thấy cá nhảy nhảy, mình đứng đây mình thấy cá nhảy nhảy rồi nè, đó cá quá trời luôn. Này hơi to mà đó, xong người ta thả xuống rồi nửa tiếng tiếng sau người ta lại kéo lên. Rất là thanh bình. Về nhà bữa cơm mà đầm ấm. Mình thích cái món này nhất này mọi người. Cái món này gọi là canh mít. Mít á, canh mít này rất ngon, đậm đà lắm. Cái này đậu có ve xào. Cái này là thịt kho. Đặc biệt cái món này ngon nhất nè, mắm tôm. Đó, thử mắm tôm nha. Còn mắm tôm không? Mắm tôm đó. Tôi đi ăn với ngoài bọt. Mắm tôm. Ăn chừng đấy. Con ăn mắm tôm Ruby. Không. Để ăn nha. Cái đó. Con gì con gì là cô vậy á? Không. Cho cậu ăn. Ăn thịt. Gì đó? Tôm ngon. Nhất nắc. Ăn mắm tôm chua Huế là nhất nắc. Đó, ăn đậu cò ve nha. Ruby ăn đậu cò ve không? Không ăn. Đậu cò ve với thịt xào á. Không ăn đậu bở đó. Xào đậm đà lắm. Đúng rồi, có đưa hẳn ăn, bọt thịt bò đấy hẳn ăn. Ở nhà là xảo diện đậm đà, ngon. Ừ, thịt bò nha. Cái này thì cải rối. Canh mít đây. Chứ hẳn chơi người ngoài ra kia hẳn ăn thịt mà ăn được luôn. Canh mít non. Đây, để cậu, để lại cho cậu. Ngon. Để cho cậu, ăn miệng đây nè, cậu bọt miệng đây. Canh mít non ở Huế, ở Nha Trang cũng có nhưng mà ở Huế nấu ngon hơn, không biết sao. Bắt chạy tay à, cậu ăn. Cậu biết ăn canh mít non không? Nó rất ngon, rất ngon nha. Này đậu cò ve chơi với mắm tôm ở trên nữa. Có à, ngon. Thật dễ thứ nhất. Ăn lắm đâu. Cần miếng sườn kho. Đó, thịt heo kho. Ớt. Đã đi cần hết. Giờ không? Giờ ta. Nó không? Cái hả? Cái ngon. Mẹ con đi mua với tóc mỡ. Rồi, mẹ con đi đâu? Mẹ đi nào kiếm tiền mua sữa cho em. Như vậy kìa, chưa chịu ăn kìa. Cậu bắt cơ, cậu cưng lúc kìa. Đó. Lại ăn cơm con. Rồi ăn mà chạy vậy đâu, dài dài, ngồi yên ăn, ngồi xuống. Xu ăn gì, ăn xương hả Xu? Ăn một miếng hết rồi nè. Ăn một miếng này được không? Hả? Ăn một miếng này được thôi nhé. Nước đây đã. Nước. Không. Không chứ.